Rồi ok, xin chào các bác. Thì trên tem đây đang có con V60 và cái con S2 cộng. Thì cái con V60 nó là cái con mà cho cái loa ngoài, phải nói đến thời điểm hiện tại nó là to nhất nhà LG nhé. Và cái con S22 này, em dùng mấy cái này em thấy cái loa nó cũng rất là to, nhưng mà em cũng chưa test xem là cái con nào mà loa nó to mà nó hay hơn. Thì đây này sẽ thử test xem các bác. Em sẽ không test cái phần tai nghe nhé, tại vì nếu mà tính ra về phần tai nghe thì là cái con LG V60 nó vẫn nghe sướng hơn, nghe ngon hơn là con S22 cộng nhé. Em vẫn phải giữ lại, nói chung là vẫn phải dùng LG các bạn, tại vì nghe nhạc nó vẫn hay, nghe nhạc bằng tai nghe nhé. Còn loa ngoài thì đây em sẽ test cho các bác xem đây. Thì trước tiên sẽ mở con V60 trước, sẽ mở mắc âm lượng luôn nhé các bạn. Em mở đây. Rồi, mặc âm lượng này nha. Đó, thì vừa là con V60 nhé, thì đây sẽ là con S22. Thì con S22 vừa rồi em cũng cho mắc âm lượng rồi nhé. Cái đơn đâu các bạn. Các bạn nhìn này, tự nhiên đơn luôn, không hiểu sao luôn. Đấy, nó bị tự nhiên mở to quá, nó nóng quá, nó bị làm sao ấy. Đấy thì bây giờ em đã test cho các bác là cái nghe bằng loa ngoài nhé, nghe bằng loa ngoài của hai con này.
Thì để mà cảm nhận cá nhân của em thì là em thấy hai con nó nghe nó cũng to to xiêm xiêm nhau, nhưng mà em cảm giác là cái con V60 nó có vẻ nó ấm hơn chút. Đấy thì đấy là cái tai của em nghe được như thế thôi, chứ còn các bác nghe thế nào thì tùy các bác thôi. Nhưng mà em vẫn thích cái loa ngoài ở trên con V60 hơn. Ở trong cái bài test vừa rồi em cũng đã nghe rồi, thì là em thích cái loa ngoài hơn. Và đặc biệt là tai nghe thì LG hiện tại vẫn đang bối rối các bạn rồi. Ok, chào các bác nhé.